con bò. Tuy đôi khi hơi đỡ hơi lắm ta mơ, rất thích bất ngờ. Là một người đẹp trai thông minh nhất vùng, mặc dù nhìn hơi lùn, trong giang hồ tài tiếng lẫy lừng. Hoành hành dọc ngang giữa chốn đất trời ngập tràn tần những phú vàng, chưa góc nào là anh chưa ghé ngang. Nhìn bọn trai con quanh năm suốt tháng chúng nào là ăn, cứ đến cuối tuần là bọn danh con chơi đùa hạnh phúc ta ứa gà. Ta phải khiến con người khiếp sợ tột độ hoang mang, hung tàn nhất đó chính là dấu phát ngôn thằng chủ nhật. Su su xào thịt cho, su su xào với thịt bò, tôm chiên khoai lang chiên cơm rang ba ba chân ba gì hay gà xào măng. Su su xào thịt cho, su su xào với thịt bò, tôm chiên khoai lang chiên xong không ăn đi, khóc cái đấy gì. Ăn xong đánh răng đi, mai cho ăn thịt thăm. Lặng ngăn ta đánh mơ. Xuất thân từ anh cắt cỏ lúa châu, phấn đấu này đăng quang chức Nam hầu. Giờ anh đã ở một cương vị khác, người yêu cũng phải cùng anh xứng tầm. Anh bây giờ đang hot kém chi ai, anh bây giờ đang tút mấy trăm like, fan khắp mọi nơi chờ anh xếp hàng dài. Mấy bên mời anh đi dự event, đám cưới thôi nôi cất nắp chuồng gà. Giờ anh có nhà và xe cực oách, giờ anh có quần áo trông rất bảnh. Anh chăm làm việc tốn kém ai đâu, anh thuê người viết báo khắp năm châu. Ai cũng bảo anh là có tấm lòng vàng. Wow! Trông cụ thương quá, cháu chụp mấy tấm lên báo rồi đi luôn. Lịch trình hôm nay nói chung là nhiều lắm, lát xong các cụ lại nằm. Ôi ôi, thương thằng bé quá, áo quần rách dưới mái tóc vàng như rơm. Cha mẹ đâu con trông biết ngay là nghèo khó. Nó con ông chủ tịch. Như thế này mấy đời
chờ đợi 3 năm anh đi sang Tây làm giàu em nhé. Đến khi vang danh ôm theo một đồng tiền về, mặc toàn com lê Louis Vuitton hàng authentic, sẽ oai phong như doanh nhân tài chính ngân hàng. Vòng vàng kim cương anh mua cho em không tiếc cái gì. Ở nhà ăn chơi yên tâm anh nuôi chẳng cần nghĩ suy. Chỉ cần xa nhau 3 năm xong anh sẽ biến chỗ này thành một villa nguy nga thay căn nhà nát trước đây. Từ xưa em yêu anh đâu vì tư vật chất sang giàu, rồi ngày mai đây tương lai xa xôi chẳng thể biết đâu. Chỉ cầu mong anh phương xa luôn luôn may mắn an lành, nhà lầu xe sang kim cương đô la em không thiết tha. Chiếc quay tàu chào mừng bình minh, khói thơm lưng quyển vào trong gió. Mình đây tên Trắng A Lư, làm xe ôm cũng đã được 10 năm. Em Tây kia ơi, có đi xuống chợ cùng anh. Chợ phiên đang rất tưng bừng, ngồi lên anh lấy 50.000 thôi. Đến đây rồi phải ăn thằng cố, uống tưng bừng vài nậm rượu ngô. Ngày mai sáng sớm lên đồi cà phê hóng gió với ngồi săn mây. Quê hương anh đó núi non đất trời Việt Nam, cảnh quan Tây Bắc anh đẹp, người dân Tây Bắc ân tình đậm sâu. Thế em mình là người ở đâu, đến du lịch ở lại bao lâu? I am from England, next week I live for Singapore. Việt Nam, Việt Nam đất nước xinh đẹp, người dân bên khách như là người thân. Lắm vỡ lòng ở vùng miền quê, khác em nhau rộn ràng vui thế. Ồ kìa, chú Trắng A Lư cùng nhau ra đó xem thử bạn ơi. Ôi cô xinh thế, chú mới bắt được ở đâu? Chị Tây bên báo du lịch, về đây chiêm ngưỡng quê mình vài hôm. Tên kia tại sao lại bắt cóc chú Nhật? Bắt rồi đấy sao nào, làm gì được tao? Mấy thằng danh hôi miệng sữa, chúng bay đến đây định làm gì tao? Ngon nhà vô đây mà chiến, cứ bơi hết lên hơi lù tào lao. Đừng tranh chúng ta sẽ không nương tay, vì người đã bắt đi một người bạn của ta. Anh em nhà vua dùng môn võ kiên bù, giữ tên ác ma lại trói kỳ cả hai tay. Đi tìm xem chủ nhật nó có bị nước trong lao ngục nào không. Nếu mà ta mạnh hệ chi, chúng ta sẽ ra tay tiêu diệt đi. Dùng tay áo ma không sâu như vậy đâu, mời món ăn của cậu ấy rất ngon. Nhờ ô xin tôi đây, chủ đáo với khéo léo nên bữa cơm nào cũng vô cùng ngon lành. Nghề ô xin vui ghê, lương tháng cũng khấn kha, ăn đứt lương chân lúa ngô ở quê nhà. Chẳng lo KPI, không có những đầu đa, sung sướng với thoải mái hơn làm văn phòng. Mấy chú cá coi vừa thả ra đã chết tôi. Có chiếc váy trắng phâu mà giờ sao bông hoa nâu. Ôi tôi không may là bị tiền tay bỏ vào giặt chung cùng đồ màu đen. Lại là tiền tay, lần này là thứ mấy? Rắc rối quá thế tôi lại về quê cho nó xong. Ôi thế chẳng chết tôi, vợ chồng em biết tính sao? Không ai trông con nhà cửa ngổn ngang, chẳng còn thời gian để mà làm ăn. Chị đừng giận em, chờ mình đi ăn kem. Thank you.
sim vui ghê. Cứ sáng tôi hóng hớt, chiều đến quây quần với nhau ngồi buôn chuyện. Ngày hôm qua tôi nghe như có tiếng cãi vã, càng làm vợ chồng nó phen này ra tòa. Đừng lan tin lung tung, soi mói với đánh giá, lôi hết những chuyện xấu trong nhà ra kể. Còn bao nhiêu tin hay, sao không thấy nhắc đến, chung kết giờ ô xin đang hồi cao trào. Chiều đi không, qua vừa trúng hai con đề. Lần sau nhé, em vừa hết visa. Một tháng có đúng một lần, vợ em cho em đi ra ngoài. Còn không thôi cứ đúng năm rưỡi phải về nấu cơm. Dạ còn em, cũng chịu rồi không đi được. Lần này, chiều nay nó, bắt em phải về đón con. Quá chán đời, mấy đứa này, cái chuyện bé xíu ấy cứ để anh. Chồng về đến đâu rồi? Vẫn ở chỗ ngã tư, mưa này chẳng đi được nhanh. Vợ nhìn xem, tắc đường có kinh không nào? Hàng trăm xe, xếp hàng nối đuôi nhau. Kiều nay sớm cũng 9 giờ, vợ ăn tôi trước đi đừng chờ. Chồng xin phép cúp máy đây nhé để còn lái xe. Tuyệt vời quá, thế là mình đây đã lừa được vợ. Còn đứng đấy, không mau lại đây giúp anh. Lốp xe mình mới thay mà đã bị vỡ rách toác cùng cả sầm. Giờ phải vá lốp xong, vá tiếp đến cái sầm. Sớm thì cũng chín giờ để. Công trình ở Lâm Đồng có sự cố lớn lắm, anh phải bay vào tận đấy xem sao. Thế nha cúp máy đây, không thì tiếp viên lại. Em ơi chuông kêu rồi, dậy đi em, xong ăn sáng thôi. Hôm nay anh mua mì, trứng, rau và hai gói xôi. Nhanh nhanh ra ngay toàn đồ ăn em mê say. Vâng vâng đây em ra luôn, lấy ghế giùm em. Có luôn vợ ơi, xếp ngay đây rồi. Ăn xong ta nghỉ ngơi đi chơi và xem phim chung với nhau luôn. Hôm nay không đi làm, cứ xóa đi trong yêu thương nhé. Tí nữa sẽ đặt bàn, trưa nay sẽ ăn ngon. Vậy thì còn chần chừ chi nữa. Từ ngày yêu nhau bao nhiêu điều trông thấy thật vui. Hứa anh luôn yêu vợ của anh suốt đời. Bởi vì yêu em anh sẽ được rất nhiều. Ngoài kia biết bao gái đẹp mong có em. Vì trông cao to luôn vui cười và rất là chăm. Không thích lạnh nhanh khi ta làm về luôn đúng giờ. Thấy thế nên vợ phải vô ngay không mất. Ta mãi bên nhau như thế này nghe sang sang quá, không giống như mấy cô làng ta. Dáng người thon thon da trắng ngần, mắt tròn long lanh như gái Hàn. Học lại siêu thi thú khoa sư phạm luôn đấy. Để con giúp thím bé chú lên nào. Dạ không, em kém chị Yến 5 tuổi. Lấy chồng sớm nhanh ra thôi. Nhìn thanh niên ấy tuấn tú vô cùng. Người yêu cây Yến đây đúng không? A Trung ơi, em miễn có người yêu mới rồi. Cái thằng ấy đâu còn lắm, tay nó to gấp đôi đùi tàu. Dáng thì oai phong như Lý Quỳ Tướng, đẹp trai trắng.
trông như Lý Hùng. Ở cạnh bên em Yến ngồi sao đẹp rồi. Đừng trêu tao thế, tao tránh tin mày. Bạn thân tao mới thông báo cho mày, nếu không tìm bắt xe về liền. Hết nào nhiều lòng đen quá. Dạ cháu say rồi mình dừng thôi nha. Đừng bàn nữa uống đi nào. Mày không uống hết là mày khinh tao. Con xin cho đi, Nam không uống được nhiều đâu. Chẳng may Nam ối ra ngoài thì con đây sẽ là người giọt mơ. Hỡi cô nàng mà anh yêu mến, lại làm tim anh đau. Giờ đã sáng mắt chưa nào, mày hàm lên phố học hành làm chi. Ôi sao cay thế, nhưng không phải vì rượu đâu, mà vì em Yến bạc tình bỏ tao đi với cái thằng người kinh. Có chuyện gì thì từ từ nói, chớ manh động này bạn tôi ơi. Mày tin tao cắt dây thừng, mày rơi luôn xuống dưới đường giấc mộng. Ây da đau quá, chính tao mới là người đau. Vì em Yến bỏ tao rồi, tựa như dao sắc đâm vào tim tao. Đi quen em Yến bao lâu đã làm gì chưa? Cầm tay thơm má hôn mồm, rồi hôn đâu liều hồn khai máu. Ngày hôm nay ta đi sắm Tết, cúc lan mai đào rộn rã cái chợ xuân. Hai bên đường cờ hoa răng này, bao nhiêu người chen nhau là mua sắm. Này cô em nhìn ngon thế, mái tóc dài dài cười duyên khiến cho bọn anh thấy đảo điên. Mình đi chơi được không em? À, máu dừng tay xề cả ra, có biết đang nơi đông người không? Toàn ông trông to cao đạo mạo, hùa nhau trêu một cô gái sao? Thằng ôn con, mày ở đâu tới, dám xen vào chuyện tốt của ông?